Hello, chào cả nhà. Hôm nay mình chạy show đám cưới mà nhỏ. Bây giờ đang đợi đàn trai qua để một hồi mình kiếm ca sĩ nào hát hay hay mình quay lên cho các bạn tham khảo ha. Bye bye.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.